sám hối, thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng và phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam Mô Bích Hai Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam Mô Bích Hai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ, Nam Mô Bích Hai Giá. Dạ, bây giờ cũng vừa đến giờ của Vinh Kinh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Vinh Kinh đăng đàn ạ. Nam Mô Bích Hai Giá. Dạ, Vinh Kinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Kính mời Vinh ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Dạ, kính lễ sư Tư Đức, xin chào tất cả quý vị. Dạ, rõ ha, alo. Dạ, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài về 21 cảnh. Vì trước học tới đâu rồi, phải là gì, cảnh sắc pháp thì phải. Đúng rồi vậy, học cái cảnh sắc pháp ha. Đúng ha, rồi, ok. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục theo chúng ta về phần mới. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đọc cái bài đối tượng đó, bài Bali, bắt cặp nhau đọc ha. Chút xíu chúng ta sẽ gợi ý sao. Và trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi samma sambuddhamma tulang sasattham maganuttama apiwa adiyapasissa apitamma pasangha. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, Phật pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp nhóm E, nhóm E từ 15 đến 17 ha. Rồi, chấp xíu tính. Rồi, đây bắt đầu vào cái phần đầu. Lên mời, giờ bắt từng cặp ha, đọc cho mỗi người đọc vài phần nữa. Là từ phần 1 tới phần 3, rồi phần 4 tới phần 6. Được chưa? 1, 3, 4, 6, lớn chưa? Rõ chưa? Hello. Hello, 1, 2, 3, rõ chưa? Rõ ha, chánh tâm nghe rõ chưa? Đó ha, ok, đang để cái mic hơi xa chứ. Yeah, rồi bây giờ bắt cặp nha, giờ Sít Mê Ta đọc với lại Sít Nhật Quỳnh, bạn cặp ha. Rồi Kim Nhung đọc với cô Trần Đạo, bạn cặp. Rồi Nguyên Như đọc với ai con này, cái này Nguyên Như đọc với Nguyên Trang chưa thấy vô nữa. Đó thì lấy mặt xem rồi Sít Niệm Từ, Niệm Từ đọc với chính tâm được không? Sít Niệm Từ có đó không? Nhật Quỳnh đọc sau cùng hả? Vậy thì giờ bắt lại Nguyên Như cái Sít Mít Ba đọc với lại đọc với ai? Chúng ta đọc với ai đây? Sít Mít Ba đọc với lại Sít Niệm Từ đi ha. Sít Mít Ba đọc Sít Niệm Từ được đi không? Ok, Sít Niệm Từ có đó không? Alo. Niệm Từ có mặt không? Đâu à, Euro à?
Rồi thì giờ Sít Mê Ta đọc nè, chứ điện tử chắc không không đọc được rồi ha. Thì Sít Mê Ta đọc với lại Sít Kim Dung trước đi ha. Sít Mê Ta đọc với Sít Kim Dung hay Trần Đạo cũng được mà. Kim Dung đi, đọc Kim Dung trước đi, rồi lát Sít Trần Đạo đọc với lại A đây, Trần Đạo đọc với lại Tính Sa, Trần Đạo đọc với vị nào đó khác Tính Sa. Rồi quý vị ta sắp xếp nha, lên nha. Dạ, xin mời Sít Mê Ta. Na ya nam mô tham ma ya nam mô sang kha ya. Dạ cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết đã nghe rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và dạ, con kính chào thầy kinh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc ạ. Dạ con chưa thấy bài ạ. À, không biết sao cái máy của Meta thấy cô Nhật Quỳnh nhưng mà cái khoảng đó chưa có chữ gì hết. Dạ, xin cô đưa lại lên đi, cô post lên lại. Dạ, dạ thấy rồi. Dạ, con xin đọc. À, lầm bá ná sằng gá hồ toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 1. À, lầm bá ná sằng gá hề. A lâm bá na ni na ma ru ba ram ma năng sát tha ram ma năng gan tha ram ma năng ra sa ram ma năng phốt thập ba ram ma năng tham ma ram ma năng cha tí chấp bi tha ni phá hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha ru ba mê qua ru ba râm má năng tát tha tha đa dô sát đà râm ma na đi ni thầm ma râm ma na râm ma năng bá na bá xà đá xú khú má rù bá chích tá chê tá xí cá níp bà na bành nhát tí xá quê na chát thà săn gây hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tát tha chắc khú đòa rí cá chích ta năng sắp bê sâm bí ru băng ê quá a râm má năng tành chá bắt chúc bàn năng ê quá tá thà sô tá sô tá roa rí cá chích ta đi năng bí đà đi ní ta ní chá bắt bàn na ni về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Má nô đòa rí ca chích ta năng bá na chấp bí thằng ni bắt chấp bành năng á tì tằng á na gá tằng cà la quý mút tình chá giá thà ra hằng a lầm bá năng hồ tí
Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh, của ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoạn 3. Đoà ra quým tà nành, á ba ná, bá tí sành thí, phá hoàng gá, chú tí, sang khà ra, sang khà tà năng, chấp bí thằng, bí giá thà sầm phá hoàng, dê phì dê ná, phá hoàng ta rề, chá đoà ra, gá hi tằng, bắt chấp bành năng, á tì tằng, bành nhát tí phù tằng, hòa cầm măng, cầm má ní mít tằng, gá tí ní mít, tá sầm má tằng, à lầm bá năng hồ tí. Đối với các sáu loại tâm, không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc. Trước đó, như là đối tượng khứ hay hiện tại hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Dạ, như vậy thì Meta nhường mic cho cô Kim Nhung ạ. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc tiếp đoạn 4. Tề su chắc khu vìn nhà nà đi ni gia thà ni gia thắc ca măng rù bà đi ê kề cà làm ba nà nề quá mano thà tút ti càng ba na rù bà đi bành chà làm ba nàng xề xà ni ca mà wa cha ra quy bà cà ni ha sa na chi tành chà ti sắp ba thà bi cà mà wa cha ra làm ba nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala niche wana nawip bayut tacha wana nicha tilo kut tarawak chita sap bà làm ba nà ni. Những loại tâm bất thiện và những đồng tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà na sầm ba yut ta cà mà wa cha ku sa là ni chè wa bành cha mách chà na sằng khà ta mát phình nhà ku sa lành chà ti a ra hát ta mắc ga pha la quách chi ta sáp bà làm bà ba nà ni. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà na sầm ba yut tất cả mà vajra kriya che vakriya phin nhà bốt tháp ba nành trà ti sáp ba thà bi sáp bà làm ba nà ni. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp.
Arubbe sudutiya chatutha nimaha gata lambana ni se sa nimaha gata chitta nibana sabba nibibang nhạc nhắc tà làm ba nà ni lô cút ta ra chít tà ni ni ba nà làm ba nà ni tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bành cha quỳ sa ba ri tam hi cha chít tà ni ma hắc ga tề e ca quy sa ti vô hà rề a tha ni bà na gồ cha rề. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng ngũ quan thức, cộng tiếu sanh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. À cà xà nành trà gia ta nạ, không vô biên xứ, và à kình tràn nhà gia ta nạ, vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21, đến những khái niệm Kassina, 8 đến Niết Bàn. Quỳ xà nút tara mút tàm hi ác, gam mạc, gà phá lút chi tề, bành chát sắp, bát thát chát chề tí sát, tát thà tát thát sàng gà hồ. 20, 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5, 4 loại tâm thiện dục, 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Apinya kusala citta. 38 pháp hạnh phúc. Phần 27 Khanti so vacchasata samana samana nành chada sanang ka le na tham ma sac cha cha e tang mang gala muta mang. Nhẫn nại lời nhu hòa, yết kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Kính mời vị kế tiếp. Dạ, thưa sư thưa. Dạ, giờ mời cô Lạc Lê với lại cô Trần Đạo nha. Hai vị nha. Bắt cặp nha, Lạc Lê với lại Trần Đạo. Chứ Trần Đạo có đó không? Chứ Trần Đạo còn có mặt đó không ta? Có ha, ok rồi, mời cô Lạc Lê trước và tới cô Trần Đạo nha. Đạo. Dạ nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính đảnh lễ thiện tọa Chí Đức, con kính đảnh lễ thầy kinh. Dạ mến chào tất cả Phật tử, con xin nạp từ câu 1 tới câu 4 giống như nãy vậy. Alambana Sangaho thoát yếu về cái đối tượng cảnh. Đoạn 1. Alambana Sangahe Alambana Bana Nina Maru Param Manang Sada Ram Mang Ram Manang Ganthara Ramanang Rasa Ram ma nam phốt tha bà ram ma nằng tham ma ram ma nằng cha tí cha chát chát vít tha ni pa quần tí
Dạ. À làm bana sanh ga hồ thoát yếu về cái đối tượng cảnh đoạn 1. À làm bana sanh ga hề à làm bana bana hi na ma 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 ru pa rằng ma năng sanh đà ram ma măng gần thà ram ma năng ra sa ra măng năng phất pha à ram Ramanang thamma rammanang chati chapitha nipha wanti. Trong cái tám lược về cái đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của một sự, đối tượng của một sự nghe, đối tượng sự thấy và đối tượng sự nghe, đối tượng của một sự ngửi, đối tượng của một sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm, đối tượng của một sự hay biết. Tát thá ru ba mê hòa ru và à rầm ma năng tát hà sanh sanh đà gia gia dồ đa dạ ma na tì ni thầm ma rầm ma năng ba ba na ba ba sa đa xúc khắc xúc sukho ma ma ro pa sita je je ta ta si ka ni ba na pan na ti qua se na chan tha sanh hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của một sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân. Những cái đối tượng của một sự biết có sáu là những cái phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế tâm, tâm sở niết bàn và khái niệm tục đế. Tát thá cát và đoạn 2. Tát thá cát cú đá rí chát tí tà năng sắp bề sầm bí rù bầm ê quà a a ram ma năng tanh cha bát cú bát năng e hòa tà tha sô tá 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 đồ trí cá chích tà đi năng bí đát tà đi nì tà ní cha bát chấp bàn nà ní về hòa. Với tất cả những cái loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ có xảy ra trong cái hiện tại, cũng thế ấy âm thanh vân vân đối với nhĩ thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đòa quá rikachita nằng panacha bích thầm vipatkupa nằng ati nằng anagatang ka lagi mutang caya thara hằng a lằng pa nằng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua cái ý môn tùy tượng thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Và đoạn 3. Đòa ra vi mút tà năng chá ba na bát tí sành đi phá hoành gà cú tí sần khà ta năng chá bí thầm bí giá thà sầm phá hoành dết thù dết hú huyết huyết về na pa quần ta rề chát đồ ra khát tí tình bắt chấp ba năng a tí a tì tầng bành nhà tí phù tầng quà ca măng khầm ma ni mít tầng ga tình ni mì mít ta ta sa mát tầng a lằng ba năng hồ tí.
Đối với các cái loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hộ kiếp và từ bất luận đối tượng nào trong cái sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Và phần lớn của các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những cái khái niệm chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một cái biểu tượng của trạng thái tái sanh. Dạ, con đã đọc xong tới câu 1, câu 3. Dạ, bây giờ câu 4 xin nhường lại cho chị Trần Đạo ạ. Dạ, có gì sai nhờ thầy kinh sửa giùm, con xin nhường biết lại. Cảm ơn chị Lạc Lê. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tri Đức. Kính chào thầy kinh, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Netta cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc đoạn 4 ạ. Đề số chắc khú viên nhà na đình giác tha tâm măng rô ba đi ê kê ca lâm ba nà nề quá ma nô tha tút tí căng ba na ba ná rú ba đi bằng trà lâm ba năng xề xà ní cầm ma quá chá rá ví ba cà ní ha sa ná chích tăng chích tăng trà tí sắp ba thà tí cà mà quá chá ra lâm ba na nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm này có năm đối tượng như hình sắc vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala ni chề quá nhà ná viết bá yút tá chá quá nà ní chà tí lô cút tá rá quát chá sắp bà lầm bá nà ní. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Đoạn 5. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra ku sa la ni che wa ban cha mat cha na sang kha tam ma a bin nhà ku sa lang cha ti a ra hat ta mat gap pha la wa chi ta sap ba lam ma na ni. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra pi ya che wa pi ya pin ya phot ba nằng trà tí sắp ba thà bí sắp ba lầm ba nà ní. Những loại tâm dục di tác dục giới hợp trí, loại tâm di tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Đoạn 6. A rúp bê xú bú tí giá chá túc thà ní má hắc gá tà lầm ba nà ní xề xà ní má hắc gá tá chích tà ní ba ná sắp bà ní p
pi bần nhà nhát tà lầm ba nà ní lô cút ta ra kít tà ní ní bà nà lầm ba nà ní tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành chá ví xá, bá rít tầm hí chá, chít tà ní má hắc gá tề, ê cá ví xá tí, vô hà rê ách thá, Niết Bàn ná vô chá rê. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng cho một ngũ quan thức, một tiếu sanh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại, tâm thiện quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và di tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasanyancha yatana không vô biên xứ và akinchanya yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm kasina, 8 đến Niết Bàn. Visanuttara ra mút tâm hí ác giá mắc giá phá lút chi tề bành chá sắp bát thá chát chề tí sắp tá thà tát thá sẵn giá hồ. 20, 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện dục giới và di tác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Abhinnya kusala citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6. 4 tâm di tác dục giới hợp trí, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano dvara vachana liên quan đến tất cả. Ba mươi tám pháp hạnh phúc. Đoạn 27. Khanti so vachasata samana nhìn chá đá sa năng cà lề na thăm má sắc sắc chắc chá ê tăng măng gá la mút ta măng. Nhẫn lại, nhẫn nại lời nhu hòa, yết kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành tối thượng. Sensitivity to self-info women, the sign of a true man, regular discussion of the Dhamma, highest happiness. Dạ, con đã trả bài xong, sẽ xin gửi nick lại cho đạo tràng ạ. Xa lắm. Rồi, bây giờ xin mời tiếp đến Nguyên Trang với lại Châu Nguyễn, hai người ha, Nguyên lên đọc rồi cho tới Châu Nguyễn, hai vị ha, nghe rõ không? Alo, Nguyên Trang có mặt đâu? Rồi, mời Nguyên Trang với Châu Nguyễn nha. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, và con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào toàn thể đạo tràng và kính chào thầy kinh.
Dạ, sau đây con xin đọc bài ạ. Alambanasangaho, thoát yếu về đối tượng cảnh, đoạn 1. Alambanasangahe, alambananina marupa rammanang, sabda rammanang, gantha rammanang, rasa rammanang, phottabba rammanang, thamma rammanang, jatichappitha nipavanti. Trong tóm lược về đối tượng, có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tattharu bame varupa rammanang tattha sattha dayo sadda rammana diti thamma rammanang panapassa dasukumaru pacitta cetasika nippa nabbanyatti vasse nacchatta sangay hanti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu, là những nhạy của mũi, mũi quan, của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tát thác chắc khu đòa rikachitta năng sắp bề sầm bí rù bằng ê quá à rầm ma năng tành chấp bách chấp bàn năng ê quá ta thà sô ta đòa rikachitta đi năng bí sát đà đi ni nạc ni ta ni chấp chấp bàn nà ni dê quá. Đối với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong tại, cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhị thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà richachitta năng bana chấp bi tham bi bắt chấp bản năng ati tăng anagat tăng kalawimut tăng jayathara hằng a lâm bản năng hồ ti. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Cô ơi, cô post lại nha, cái đoạn này nó không hiện lên trên máy của con ạ. Con xin, dạ con xin cô post lại giùm con. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con cảm ơn cô. Đoạn 3. Đoà ra quy mút tà nành chana pa ti san thi pa wan ga chút ti san kha tà nặng bi thầm bi ya tha sam pha quần về phiêu về na pha quần ta rề cha đoà ra ga hi tăng bắt chấp bàn năng a tì bàn nhát ti phù tăng hòa cầm măng. Qua cầm măng, cầm ma ni mít tăng, ga ti ni mít ta sầm ma tăng, à lầm ba năng hồ tí. Đối với loại tâm, không tùy thuộc nơi căn môn nào,
như tục sinh, hồ kiếp và tử. Bất luận đối tượng nào trong 6 đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Dạ con không thấy nữa cô ơi. Cô làm phiền cô post lại lần nữa nha cô. Hồi nãy con tắt máy rồi mà sao nó kỳ quá. Dạ con không thấy phần tiếng Bali á cô. Ủa tiếng Việt hả cô? Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Con sám hối ạ. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua 6 căn môn thuộc về nghiệp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Dạ xong hả cô? Dạ con dạ con kính cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Con xin sám hối cái máy con nó có vấn đề. Dạ con xin Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Châu Nguyễn và Sa Thú. Con kính cảm ơn thầy. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Meta, Sít Nguyên Trang, cô Trần Đạo, Sít Thiên Vũ và cô Kim Nhung đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 4. Tề su chắc khu huỳnh nhà nà đi ni giá thắc ca măng rù bà đi ê kê ca làm ba nà nề quá ma nô thà tút tít càng pa na rù bà đi bàn trà làm ba năng xê xà ni ca mà quá cha ra quý bà ca ni ha sa na chít tàn trà tí sắp ba thà bí ca mà quá cha ra làm ba nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhận thức, vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala Niche Wa Nhà Na Web Pa Yut ta cha wa na ni cha ti lo ku ta ra wa chi ta sap pa lam pa na ni. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Đoạn 5. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra ku la ni chê quá bành cha mắt tràn na sàn khà ta mắt phình nhà cú xa làn trà ti a ra hát ta mắt la pha la quách trí ta sắp bà làm ba nè ní. Những loại tâm thiền dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra kri ya che wa kri ya phin nhà wa tha pa nan cha ti sa pa tha bi sa ba lam pa na ni. Những loại duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Đoạn 6. A rupe suduti yacchatutha ni mahagata lam pane ni se sa ni mahagata citta ni panasappa ni pipan nyatta lam pane ni lokuttara citta ni nibbana lam pane ni ti. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đảo đại.
đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm, đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành cha quỳ sa parit tầm hi cha chít tà ni ma hát gà tê e ca quý sa tí gồ hà rê áp tha nếp bà na gồ cha rê. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng 1 ngũ quan thức, cộng 1 tiếu sanh tâm bằng 25. 6. Đến những đối tượng đại, tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21. 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa nan cha yatana không vô biên xứ và akinchanya yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm kasina 8 đến niết bàn. Visanuttaramuttam hi aggamak gaffaluchite panchasap thachak chê tí sát tá thà tá thá sàng gá hồ. 20. 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới Avinya Kusala Chitta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6. 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm Mano Dvara Vajjana liên quan đến tất cả. 38 pháp hạnh phúc. Khanti so vajjasata samana nan cha dasana ca lê na tham ma sa sắc chắc ca e tàng măng ga la mút ta măng. Nhẫn nại lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Patience, sensitivity to self-improvement, the sign of a true monk, regular discussion of the Dhamma, highest happiness. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh rất nhiều. Con xin phép được xuống mic ạ. Sao đâu. Rồi, bây giờ tới Chánh Tâm. Chánh Tâm có mặt không? Chánh Tâm với lại Hà có mặt không? Chánh Tâm với Hà. Chánh Tâm thoát lưu rồi. Có mặt giơ tay coi. Rồi, mọi người, Hà có mặt không? Chánh Tâm, Hà. Hà có mặt không? Có luôn ha. Rồi, hai người lên đọc ha. Rồi, sao Chánh Tâm với Hà thì đến Sinh Nhật Quỳnh với lại Nguyên Như là chấm dứt cái phần đọc luôn ha. Dứt điểm phần đọc mình vô bài học. Bây giờ Chánh Tâm lên trước, rồi tới Hà, rồi xong tới Sít Kim Nhung, rồi tới em phải Sít Nhật Quỳnh với lại Sít Nguyên Như. Điện từ nãy kêu hoài không thấy, giờ không biết làm sao. Ủa Hà miễn hả? Đọc với đấy đâu sợ. Giờ Hà đọc không? Đã đọc. Còn nếu miễn luôn hả? Rồi, miễn luôn rồi. Bây giờ sợ mà giờ chơi nhuyễn mới dám lên ha. Rồi thôi, bây giờ ngại thì giờ giờ sao giờ quyết định ha, không lên ha. Rồi giờ tới ai đây? Tới Sếp Nguyên Như đọc xong, tới Sếp Điệp Quỳnh đọc trước đi, rồi tới Sếp Nguyên Như đọc rồi dứt điểm luôn đi, rồi mình vô học luôn. Ok không? Gì đây? Điệp Quỳnh không đọc à? Điệp Quỳnh không đọc hả?
Niệm từ, xí niệm từ có đó không? Sao lộn xộn như này vậy? Thôi giờ ai đọc ra giờ Nguyên Như với ai đọc một cặp cho nó. Bây giờ cho Nguyên Như đọc luôn, Nguyên Như đọc hết luôn rồi ha, đọc hết luôn rồi. Xít Nhật Quỳnh cũng muốn đọc thì đọc luôn. Rồi mời Nguyên Như. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính lãnh lễ ngày Chư Đức, con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào đoàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Làm Bá Ná Sằng Gá Hồ toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 1. Làm Bá Ná Sằng Gá Hề Làm Bá Nà Ní Nà Má Rù Bà Rằng Má Nằng Sắc Đà Rằm Má Nằng Ganh Tha Rằm Má Nằng Gá Xà Rằm Má Nằng Phốt Thấp Bà Rằm Má Nằng Thầm Mà Rằm Má Nằng Chà Tí Chấp Bí Thà Ní Phá Hoành Tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tắc tha rù ba mề quá rù bà rằm má nằng tắc thà, sách đà đá dồ sách đà rằm má nà đì ní, thầm mà rằm má nằng bá ná bá xà đá. Sukumaru Bachitta Chê Tassika Nibbana Bành Nhắc Tí Quá Sề Ná Chấp Thà Sằng Gá Dành Tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm, tục đế. Đoạn 2. Tát tha chát khú đoà ri ca chít tà nằng sắp bề sầm bí rù bằng ề quá à rầm má nằng tành chá bách chúc bành nằng ề quá tá thà sô tá đoà ri ca chít tà đi nằng bí sách tà đi ní tà ní chá bách chúc bành nà ní dề quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thấy ấy, âm thanh vân vân đối với nhĩ thức và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano dwa vikachitta nang panachap bi thằng bi bách chup ban nang ati tằng a na ga tằng ca la quý mút tằng cha giá thà ga hằng à lầm bá nằng hồ tí. Nhưng 6 loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoạn 3. Đoà ra quý mút tà nành cha bá tí sành thí phần phá hoàng gá chú tí sành khà tà nành chắc bí thằng bí giá thà sầm phá hoàng về phùy về ná phá hoàng tá rề cha đoà ra gá hí tằng bách chúc bành nằng á tì tằng bành nhắc tí phù tằng hòa cầm mằng cầm má ní mít tằng gá tí ní mít tá sầm má tằng à lầm bá nằng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hồ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong 6 đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua 6 căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Đoạn 4. Tề số chắc khu huỳnh nhà nà đi ní giá thắt cắt cá mặn ru bà đi ê kê cà lầm bá nà nề quá má nồ thà tuyết tí cằn bá ná ru bà đi bành trà lầm bá nằng xê xà ní cá mà quá chá rá quý bà cà ní há xá ná chít tành trà tí sắp bá thà bí cà mà quá chá ra lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc, hay thinh, hương, vân vân.
nhưng ba thành phần tâm, ý giới, có năm đối tượng như hình sắc, vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới, còn lại và tiếu sanh tâm, có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala ni chê quá nhà ná vít tá dút tá chá quá nà ni chà tí lô cút tá rá vách chí tá sắp bà lầm bá nà ní. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Đoạn 5. Nhà ná sầm bá dút tá cà mà quá chá lá cú xá là ní chê quá bành chá mách chà ná sẵn khà tá mắt phình nhà cú xá lành chà tí á ra hát tá mắt gá phá lá quách tá sắp bà lầm bá nà ní. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà ná sầm bá dút tá cà mà quá chá rá quý già chê quá quý già phình nhà quát tháp bá nành chà tí sắp bá thà bí sắp bà lầm bá nà ní. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Đoạn 6. A rút bề su đu tí giá tá tút thà ní má hát giá tà lầm bá nà ní. Sê xà ní má hát giá tá chít tà ní bá ná sắp bà ní. Bí bành nhát tà lầm bá nà ní lô cút tá ra chít tà ní ní bà nà lầm bá nà ní tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành cha quỳ sa pa rít tầm hi cha chít tà ni ma hắc gá tề e ca quý sa tí vô hà rề ác tha nít bà na vô cha rề. 25. Loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới. 23 tâm quả thuộc dục giới cộng 1 ngũ quan thức cộng 1 tiếu sanh tâm bằng 25. 6 tượng đáo đại, tâm thiện quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21. 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tâm thiền vô sắc giới. A-ca-sa-nan-cha-giá-tá-ná, không vô biên xứ và A-kin-cha-nan-nha-giá-tá-ná, vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Cộng đến những khái niệm các xí nát, cộng 8 đến Niết Bàn. Quỳ xà nút tá rá mút tầm hí á gá mắt gá phá lát lút hí tề bành chá sắp bách thá chách chề tí sắp tá thà tách thá xá hồ. Cộng 20, 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng, ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Cộng 5, 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Afinya Kusala Chitta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Cộng và 6, 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Manodwara Vachana liên quan đến tất cả. 38. Pháp hạnh phúc. Khanh tì chá sô quá chá sá tà, sá mạ nà nành chá đá sá nằng, cà lê ná thầm má xà cách chà, ê tăng măng gá lá mút tá măng, nhẫn nại lời nhu hòa, ý kiến bột bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp, là phúc lành cao thượng. Patience, sensitivity to self-improvement, the sight of a true monk, regular discussion of the Dhamma, highest happiness. Dạ con đã đọc xong. Dạ con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Sa thú, kính cảm ơn Nguyên Như. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Xích niệm từ ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Xích niệm từ. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Chánh Tâm. Cảm ơn Hà cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Xích niệm từ ơi. Nãy giờ Nhật Quỳnh thấy niệm từ ra vô rất là nhiều lần. Niệm từ có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Để vào đạo tràng mà không có mời đọc rồi buồn rồi khóc nữa đó. Niệm từ ơi, có nghe được không? Thấy chạy ra chạy vô rất là nhiều lần rồi. Thiệt đó Nguyên Trang. Trời ơi, không ai thèm nói tới tôi hết nữa. Nhật Quỳnh sợ lắm.
Dạ, niệm từ, niệm từ. Nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh đang lớn lên nè. Niệm từ ơi. Vậy là niệm từ không nghe được rồi. Rất là tội nghiệp quý vị. Chạy ra chạy vô phải mười mấy lần luôn mà không có thấy, không có nghe được luôn. Dạ, vậy thì thôi. Kim Nhung à. Dạ, vậy dạ thôi. Bây giờ Nhật Quỳnh xin đọc bài. Nếu niệm từ nghe tới lúc nào thì đưa bàn tay lên nghe. Dạ, kính kính Huynh Kinh. Dạ, cho đọc bài tới mấy giờ Huynh? Cho đọc bài tới mấy giờ cho Nhật Quỳnh biết à. Hãy tới giờ học thì Nhật Quỳnh ngưng khỏi đọc, không sao hết. Chuyện nhỏ, đọc cũng tốt. Không đọc cũng không có sao. Dạ, mình đọc tự dưới này mình nghe. Bây giờ Nhật Quỳnh đọc hết phải không? Rồi, Nhật Quỳnh xin phép được đọc à. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép đạo tràng, Nhật Quỳnh không có bớt bài nha. A lầm ba na sàng gá hồ tất yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 1. A lầm ba na sàng gá hề. A lầm ba na ni. Na ma ru ba răng. Ma năng sát đà râm ma năng. Gan tha râm ma năng. Ra xa. Râm ma năng phốt. Thấp ma. Bà rằm ma năng, thăm ma răng ma năng, cha tiết chất, biết hà nít phát hoàn tiết. Dạ thôi, đã Nhật Quỳnh đọc của Nhật Quỳnh, chữ nhỏ Nhật Quỳnh không thấy đường bên đây. Trong tấm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha ru ba mê ru ba rằm ma năng tát hà sát đà đa dầu sát đà rằm ma na đi ni tham ma rằm ma năng ba na ba sa tát su su khu ma ru ba chít ta chê ta xích ca nếp ba na bành nhát ti qua sề na chát tha sanh gầy hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những hình nhại của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tát tha chát khúc đoà đê ca chít tà năng sắp bê sầm bí rút bằng ê quá à rầm ma năng tanh chát bách chúp bành năng ê quá tát hát sơ tát đò đi ca chít tà đi năng si bát si à bi sát bi sát đà bi sát đà đi ni tà ni cha bách chúp bành nà ni về quá. Với tất cả những loại nhận thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thấy ấy, âm thanh vân vân, đối với nhị thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đò đi ca chít tà năng ma na chắc bít thằng y bát chúp bành năng a tì tằng a na ga tằng ca la quyết mút tằng cha gia thà ra hằng à làm anh nặng hồ tích. Nhưng 6 loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc về thời gian. Đoạn 3. Đò ra quy mút tà nành cha ba na bát tí sành thí phá hoàn gác chút tí sạch năng chấp bi thằng bi gia thà sầm phá hoàng. Về bì, về phì, về. Đa phá hoành, ta rề. Chát đò, đa gái hí tăng. Bách chấp bành năng, a tì tăng. Bành nhát tí phù tăng. Hoa cầm măng cầm. Má mi mít tăng. Gá tí mít. Ta sạ, ta sầm. Má thật thấy đường rồi trời. Má sầm, má tăng, a lầm, bánh năng, hồ tích. Đối với các loại tâm, không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sanh, hậu kiếp và tử,
Bất luận đối tượng nào trong 6 đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua 6 căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó. Như đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Động 4. Tề sư chát cứ huỳnh nhà nà đi y gia thát ca măng rù bà đi ề kề ca lầm ba nà nề quắc ma nồ thà tuất tí càng ba nắc rù bà đi bàn trà lầm ba nằng xê xa ni ca ma quá cha rít ba ca ni ha sa na chít tành cha tí sắp bát sắp ma tha ni ca ma qua cha ra làm ba na nề quá những trong những loại tâm này nhận thức vân vân tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân nhưng ma thành phần tâm có 5 đối tượng như hình sắc vân vân những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại là tiếu sanh tâm và có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala ni chê qua nhà na quýt ba yut ta cha qua nà ni cha ti lơ quýt ta ra quát chi ta sắp ba lầm ba nà ni những loại tâm bất thiện và những động tác ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Động 5. Nhà nó sầm ba yut ba ca ma ba chắc ca cúc sa la ni chê ba bành chắp mắt chà na san kha ta ma pin nhà cú sa lành chà ti a ra hát ta mắt ga pha la quát khi ta sắp ba làm ba na ni những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà na sam ba yut ta ca ma va cha rắc vi ya chê vắc vi ya pin nha vốt ta ba man cha ti sap ba tha bi sap ba lam ba na ni những loại tâm di tác dục giới hợp trí, loại tâm di tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Đoạn 6. Arup bề su di tác chát tuốt thạc ni ma hấp gà tà lầm ba nà ni tê xà ni ma hấp gà chít tà ni ba nà sắp ba ni đi bành nhà bành nháp tà lầm ba nà ni lơ quýt ta ra chít ta ni ni ba na lầm ba na ni tí lầm ba na ni tí trong những loại tâm thuộc vô sắc giới loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bành cha quỳ sa ba rít tăng ý cha chít tà ni ma hấp gà tê ê ca quý sa ti vô hà rê a thanh nếp bà na gồ cha rê 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới 23 tâm quả thuộc dục giới một ngũ quan thức một tiếu sanh tâm bằng 25 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc 21, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tâm thiền vô sắc giới. Akasananja yatana không vô biên xứ và akinchanya yatana vô sở hữu xứ 15 cộng 6 bằng 21 đến những khái niệm kasina 8 đến niết bàn. Quy sa nốt ta ra mút tâm hi át ga mắt
kapha luật chi tề ban chắc sắc bát thắt chát chề đi sát tát thà tát thắt sằng gá hồ 20, 12 12 tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và di trác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5, 4 loại tâm thiện dục giới, hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền. Sắc giới, Abhinnya Kusala Citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6, 4 tâm di tác dục giới hợp trí, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Madhvara Vachana liên quan đến tất cả. 38 điều hạnh phúc. Từ câu 27. Khanti chaso vachat. Khanti chaso vachasata. Samana nan chadasanang kale na tham masat chat chat e tăng măng galam vut tam hăng nhẫn nại lời nhu hòa ý kiến bậc sa môn tùy thời đạo luận pháp là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, kính mạch đạo tràng, ngày hôm nay đó mà đạo tràng thấy cái câu hạnh phúc kinh đó, có còn bị sai không? Dạ, có còn bị sai không cho Nhật Quỳnh biết đi. Tại vì Nhật Quỳnh tưởng đâu là có một câu sai thôi, nên là vừa rồi Nhật Quỳnh không có sửa, không có coi bài. Bây giờ cũng còn sai nữa hả Nguyên Như? Dạ, Nhật Quỳnh đã coi cái câu của Ngài Trí Đức dạy và Nhật Quỳnh đã sửa rồi, bỏ rất là nhiều dấu ở trong này rồi. Mà cũng còn thiếu dấu, Nhật Quỳnh thấy rồi. Còn thiếu dấu chữ E Tăng phải không Nguyên Như? Còn thiếu chữ dấu e tăng phải không? Nhật Quỳnh bỏ dấu nặng nè, dấu quyền nè, sách các cha sách và mà bỏ rất là nhiều dấu ở đây. Nhật Quỳnh lấy cái câu của Ngài Trí Đức dạy đó, Nhật Quỳnh sửa rồi nhưng mà còn thiếu. Báo cáo với Quỳnh Kinh nha, Quỳnh Kinh coi cái link đó đừng đưa cho ai nữa. Dạ, nếu mà đưa cho ai nữa thì sẽ còn sai dài. Nhật Quỳnh thì dốt lắm, không có biết sửa đâu. Mà gặp người khác mà dốt như Nhật Quỳnh nữa thì rất là tội nghiệp cho người ta. Nên là Quỳnh thôi đừng có đưa cái link đó nữa. Chắc là Nhật Quỳnh phải đưa cái chuyện chữ của Ngài Trí Đức lớn lên rồi Nhật Quỳnh sẽ sửa lại hết bài của Quỳnh mới được trước khi đưa lên. Dạ, bây giờ thì kính mời Quỳnh Kinh trở về với đạo tràng. Nam mô Bụt Tha giá gia Nhật Quỳnh, có sai chỗ nào Quỳnh chỉ dạy dùm. Giờ này thì mắt Nhật Quỳnh hết thấy đường rồi quý vị. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá gia, kính mời Quỳnh Kinh Sa thứ. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tam Ma giá, Nam mô Sa giá. Dạ, nếu mà Quỳnh Như coi cái sai chỗ nào thì post lại cho cô Nhật Quỳnh cứ sửa lại nha. Boss qua coi Nhật Quỳnh có sửa lại cho chính xác chút. Rồi, xa thức. Kính thưa quý vị, hôm trước là chúng ta học từ 10 nhóm gì? Nhóm D hả? Nhóm D 13, 14, nhóm D. Giờ mình học tới nhóm E từ 15 đến 17. Rồi, nhóm E từ 15 đến 17. Thư ký đâu? Thư ký Châu Nguyễn đã mất tiêu rồi. Thư ký có mặt không? Rồi ha, nhóm A từ 15 đến 17. Rồi, số 15. Số 15 nha, cảnh quá khứ. Cảnh quá khứ. Cảnh quá khứ. Atitaramana. Atitaramana. Cảnh quá khứ. Cảnh quá khứ tức là cái cảnh mà nó đã qua, nó đã diệt, nó đã mất. Thì được gọi là cảnh quá khứ. Những cái cảnh nào nó đã qua rồi, nó đã mất rồi, nó đã diệt rồi. Thì chúng ta gọi đó là cảnh quá khứ. Rồi, bây giờ chi pháp. 2 chấm.
tâm sở sắc pháp, tâm sở sắc pháp, mở ngoặc đã diệt, mở ngoặc đã diệt, tâm sở sắc pháp, mở ngoặc đã diệt. Nhưng mà chi pháp của cái cảnh quá khứ này là tâm, là những cái loại tâm nào đã sanh lên đã diệt mất thì nó thuộc về cảnh quá khứ, hoặc là tâm sở sanh lên diệt mất là cảnh quá khứ, hoặc là sắc nào sanh lên diệt mất là cảnh quá khứ. Đó là cái cảnh mà chúng ta bắt đầu học vô cái phần số cảnh số 15. Rồi bây giờ biết nhất định, tức là biết cái cảnh quá khứ này nhất định đó, tức là biết nhất định, là biết cách duy nhất là biết, mà biết nhất định có 6 tâm. Biết nhất định có 6 tâm. Biết nhất định có 6 tâm. Rồi xuống dòng đi ha. Ba thức vô biên xứ. Ba thức vô biên xứ. Ba phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ba thức vô biên xứ. Ba phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sao tầm rồi, ok ha. Rồi bây giờ mình lôi xuống. Tại sao ba cái thức vô biên xứ này mà nó biết cảnh quá khứ nhất định? Tại sao cái gì? Ba cái thức vô biên xứ này là những loại tâm nào? Tại sao nó biết cảnh quá khứ nhất định? Cho đây, xà thấu, tức là biết cái tâm không vô biên xứ, biết ba cái tâm không vô biên xứ đã diệt, đã mất. Rồi này một không vô biên xứ đã mất. Thì mà nó bắt cái cảnh đó, nhìn nó bắt lại cái cảnh đó, thì cảnh nó đã qua, nó mất rồi. Thì như vậy là cái tâm, ba cái thức không vô biên xứ, biết cảnh quá khứ thuộc về cái tâm quá khứ đã diệt, đã mất. Rồi ba cái phi tưởng xứ thì biết cái gì, bắt đối tượng là cái gì, quý vị ơi. Ba thức, ba phi tưởng, phi tưởng xứ. Ba phi tưởng thì bắt vô sở hữu xứ đã diệt. Đúng rồi, xà thấu ha. Thì như vậy thức vô biên xứ và phi tưởng phi tưởng xứ là biết cảnh quá khứ một cách nhất định, tức là nó chỉ biết cảnh này thôi, ngoài ra nó không biết cảnh nào khác hết, cho nên được gọi là biết cảnh quá khứ nhất định một cách chắc chắn như vậy, không có biết gì khác ngoài cảnh ra, bởi vì đó là đường của sáu loại tâm này. Rồi được không, thông qua được không? Rồi biết không nhất định, biết không nhất định có 43 tâm. Có 43 tâm. Biết không nhất định có 43 tâm. Rồi, xuống dòng mình ghi ha. 41 tâm dục giới. 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức và ba ý giới. 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức và ba ý giới cộng 2 tâm thông. Là biết cảnh quá khứ không nhất định. Rồi bây giờ 41 tâm dục giới là gì, kể lại coi. Alo, 41 tâm dục giới.
12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 12 tâm, đúng rồi, xa thứ 12 tâm bất thiện ha, là một, xa thứ. Rồi vô nhân nhiều, vô nhân bao nhiêu quý vị ơi? Vô nhân như nguyên trạng gì, nguyên như ghi tới 10 dữ. Vô nhân bao nhiêu? 5 vô nhân, xa thấu 5 vô nhân, đúng rồi. 5 vô nhân gì cãi ra coi. 5 vô nhân cãi ra coi. Gì nữa, ba quan sát, đúng chưa, ba quan sát, đúng rồi không, một kháng ý môn, rồi đúng rồi, một ưng cúng vi tiếu, và năm, như vậy là năm cái vô nhân. Rồi cái gì nữa, cái gì nữa quý vị? Hai mươi bốn dục giới tịnh hảo, xa thử, xa thử, chính xác ha, 24 dục giới tịnh hảo, à, đúng chính xác. Còn con bên tay ghi chữ gì lạ vậy? 24 dục giới tịnh hảo. Rồi bây giờ thư ký gom lại cái, thư ký ghi lại 41 tâm dục giới là gì, ghi ra cộng hai tâm thông. Hai tâm thông là hai tâm thông nằm đâu quý vị? Hai tâm thông là ở đâu? Sắc giới, sắc giới, mà sắc giới gì? Alo, thủ thiền gì mới được chứ? Thủ thiền sắc gì? Thủ thiền thiện và di tác, đúng rồi, ngũ thiền thiện và di tác, hai cái ngũ thiền đó đắc ngũ thiền xong nó mới qua luyện qua thông được ha. Còn mình thì mình đắc ngũ thiền luôn. Đắc ngũ thiền là mình luyện luyện qua gì quý vị. Rồi xa thú, rồi gom lại cái đi, rồi cho Nguyễn gom lại cái ha, gom gọn lại cái. Rồi như vậy là 12 tâm bất thiện. Đầu tiên ha, loi 12 cõi thiện xuống. Biết cảnh quá khứ không nhất định. Tại sao quý vị? Tại sao 12 thằng bất thiện mà nó biết cảnh quá khứ không nhất định? Tám tham, tứ tiền tám tham. Nó biết gì? Nó biết cảnh. Nó biết cảnh hiện tại không? Tám tham biết cảnh hiện tại không? Alo. Biết luôn ha. Biết cảnh tương lai không? Biết luôn, đúng rồi, biết quá khứ luôn. Như vậy là 12 bất thiện là nó biết cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, nó biết luôn cả ba cái luôn. À, cho nên 12 bất thiện nó biết cả ba, như vậy thành ra cảnh quá khứ đối với nó chỉ là biết nhất định, không nhất định thôi. À, bởi vì nó biết cả quá khứ, hiện tại và vị lai, nó biết cả ba thời luôn. À, rồi ba quan sát, ba quan sát tại sao đây? Hello, ba quan sát biết cảnh quá khứ không? Ba quan sát cũng vậy luôn, không biết cảnh quá khứ hiện tại gì lai luôn, biết cả ba luôn ha. Rồi ý về tới ý giới thì sao? Ý giới biết ba thời luôn, phải không? Ý giới biết ba thời không? Cũng biết luôn ba thời luôn, bởi nó đi trong cái lộ tâm của nó ha, lộ tâm ngũ môn, nó biết luôn cả ba thời luôn. Rồi hai tâm thông, hai tâm thông ở đây thường thường đây biết cảnh quá khứ, biết cảnh vị lai, biết cảnh hiện tại luôn. Ở đây chủ yếu là ba thông này là biết dữ lắm, tâm thông là biết về túc mạng thông, là biết những cái tiền kiếp quá khứ, là biết cảnh quá khứ, hoặc là nó sẽ biết được tương lai như thế nào là sao. À, thì như vậy
túc mà không. Rồi tới 24 tâm dục giới tịnh hảo, tức là 8 thiện dục giới tịnh hảo, biết cảnh quá khứ, biết cảnh quá khứ của gì. 8 tâm thiện biết cảnh quá khứ không? Alo, biết cảnh quá khứ ha. 8 tâm quả biết cảnh quá khứ không? Quá khứ hiện tại vị lai luôn, xa thấu biết luôn cả ba luôn ha. Tức là 24 tâm thiện này nó biết cảnh quá khứ, nó cũng biết, nó nhớ là cảnh quá khứ, và nó biết cảnh hiện tại luôn, và nó tưởng tượng cảnh tương lai luôn, nó biết đủ thứ hết. Cho nên là 24 tâm dục giới mình đã biết được cả ba thôi. Riêng trong cái lộ, khi mình học mới học tới lộ tâm á, trong cái lộ một phản kháng đạo quả siêu thế, giống như mình nhớ lại cảnh niết bàn. Ví dụ như một người đắc đạo quả niết bàn rồi, bây giờ nhớ lại, ngồi ta mới phản kháng đạo quả lại, là nhớ lại cảnh niết bàn đó. Những cảnh niết bàn mình đã chứng đắc được, hưởng lại cảnh niết bàn đó. Thì cái cảnh niết bàn này đó, chúng ta nên biết là cảnh niết bàn này là cảnh vượt ra ngoài thời gian. Cảnh này nó không phải quá khứ, mà nó không phải là vị lai, mà nó cũng không phải hiện tại. Cho nên cảnh niết bàn là cảnh được gọi là vượt ra khỏi thời gian. Cà lai quý bút tí, tức là cảnh niết bàn là vượt khỏi ngoài thời gian, là không phải chúng ta không thể xếp nó vô thuộc về cảnh quá khứ được, và chúng ta cũng không thể xếp nó vô cảnh vị lai được. Cho nên đây là vấn đề chúng ta phải hiểu cái niết bàn là như vậy. Rồi trong trường hợp mà những người mà chúng ta tu tập về tứ niệm, chẳng hạn mình quán về tâm, thì nhiều tâm tham sanh lên, mình biết tâm tham, thì khi quán tâm bắt cái tâm đã diệt đi, thì như vậy khi mà tu quán tâm là chúng ta bắt về cái cảnh quá khứ thuộc cái tâm đã diệt, đó là cũng là cái biết về cảnh quá khứ thì chúng ta thành tứ niệm xứ. Hoặc nhiều quá khứ rất là nhanh, rất là ghê, nhưng mà nó cũng là quá khứ thôi. Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải biết ha. Rồi như vậy là chúng ta học được cái phần cảnh quá khứ xong, số 15. Quý vị nắm được hết không ạ? Alo, cho biết vậy, cho bông hoa gì lên coi, biết không? Nắm hết rồi, chính xác chưa? Dễ ủi ha, dễ ủi, không có gì khó. Rồi, cảnh quá khứ mình biết ha, xong. Rồi, giờ tới số 16 là cảnh hiện tại. Cảnh hiện tại. Bắt chấp bình na rầm ma na. Cảnh hiện tại. Bắt chấp bình na rầm ma na. Rồi, đó là số 16. Tức là cảnh phát sanh ngay trong hiện tại, ngay trong cái thời điểm hiện tại. Rồi, chi pháp có tâm, tâm sở và sắc pháp đang hiện hữu. Tâm sở, sắc pháp đang hiện hữu. Tâm sở sắc pháp đang hiện hữu. Rồi, đó là chi pháp của nó ha. Thì bây giờ tâm sở sắc pháp đang hiện hữu là đều biết nhất định. Biết nhất định, tức là cái tâm biết những cái này nhất định. Có 13 tâm. Biết nhất định có 13 tâm. Nhất định có 13 tâm ha. Xuống dòng ngũ song thức, ngũ song thức là 10 ha. Ngũ song thức cộng 3 ý giới là 13. Ngũ song thức cộng 3 ý giới là 13. Ngũ song thức trong ba giới. Rồi, liệt kê ra giùm quý vị, ngũ song thức là tiếng gọi tâm nào và ba ý giới là tâm nào.
Thầy kêu đây coi. Bây giờ có nghe không? Nghe đều không? Nghe không? Ok, sợ. Ngủ xong thức. Ghi ra ngủ xong thức là gì đây? Rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ba ý giới. Cái ngũ ngôn hãy tiếp theo. Năm cặp thức hai tiếp sau như là gì nữa, một khăn đúng không? Rồi xa thấu hào thì như vậy là chúng ta có được 13 tâm, tức là năm ngũ trong thức, tức là năm đôi thức, chứ đừng ghi nhãn dĩ tỷ thiệt thân, nó lọt qua cái vụ sắc pháp nha. Ghi năm đôi thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thiện và bất thiện, thì như này là nó có lọc đôi thành ra là 10, năm đôi thức là mình có như là 10. Rồi ba ý giới là các ngũ môn, như là hai tiếp thâu là ba ý giới. Rồi tại sao ngũ song thức và ba ý giới này nó bắt cảnh hiện tại một cách nhất định? Thì chúng ta thấy là bây giờ mình lấy một cái cảnh đầu tiên, lấy cảnh để thí dụ, ví dụ như cảnh sắc, và cảnh sắc pháp, cảnh sắc là cảnh mà bên ngoài đó. Ví dụ như là cảnh sắc là ví dụ có một cái bông hoa đây, ví dụ như mình đưa lên một cái bông, mình bót lên một cái bông, là cảnh sắc, đúng chưa? Thì cảnh sắc này hiện lên là cảnh trong hiện tại nè, thì kháng ngũ nó mới sanh lên, để nó hướng về cái mở cửa đường cho cảnh sắc này đi vô, thì kháng ngũ môn được bắt cảnh sắc này ngay hiện tại, đúng chưa? Quý vị thấy để nắm được cái này chưa? Ngũ môn sanh lên bắt cảnh sắc này ngay trong thời điểm hiện tại này, ngay trước mắt mình, trước mặt mình ha, là nắm được ha, là kháng ngũ môn sanh lên, thì kháng ngũ môn nằm trong ba ý giới, đúng chưa? Rồi kháng ngũ môn sanh lên bắt lấy cái bông hoa này đó, nó mở đường cho bông hoa đi vô, rồi tới đó là nó nhường lại, nó diệt đi, nó nhường cho nhãn thức sanh lên, nhãn thức bắt cảnh bông hoa này ngay trong hiện tại luôn. Bây giờ nó bắt cái hình cái bông này ngay trong hiện tại. Thì như vậy nhãn thức biết cảnh sắc trong thời hiện tại. Nhất định. Được chưa? Nắm được chưa? Nắm được chưa vậy? Alo. Phải không? Dễ ủi ha. Thì nhãn thức sanh lên, biết cảnh sắc đó ngay trong cái thời điểm hiện tại nó đang có mặt, nó đang hiện hữu. Rồi nhãn thức này nó bắt cảnh đó xong, nó nhường lại cho tiếp thâu cái bông hoa nó vô trong dòng cái tâm thức của nó. Thì như vậy tiếp thâu bắt cái cảnh bông hoa này ngay trong hiện tại luôn. Thì như vậy chúng ta có được ngũ song thức và ba cái giới này bắt cảnh ngay trong hiện tại, nó đang có, đang hiện hữu. Được chưa? Nhất định chưa? Nắm được chưa? Alo, cho biết đi. Rồi, cũng như thế đó, âm thanh cũng vậy ha. Ví dụ như âm thanh khởi lên, thì kháng ngũ môn hướng về cái âm thanh đó, nó bắt cảnh âm thanh đó, là âm thanh ngay trong hiện tại. Nó bắt cảnh âm thanh. Rồi, tới là cái gì quý vị? Tới đến là cái gì? Gì vậy? Chứa à? Nhĩ thức sanh lên. Nhĩ thức ghi gì vậy? Nhĩ thức sanh lên bắt cái âm thanh đó ngay trong thời điểm hiện tại. Đúng chưa? Nhĩ thức sanh lên. Okay, mới không? Rồi mấy vị kia sao? Alo, nắm được không? Nhĩ thức sanh lên bắt âm thanh ngay nghe tiếng trong thời hiện tại, nhĩ thức sanh lên. Rồi, ok. Rồi tới gì nữa? Nhĩ thức sẽ lên, xịt xuống, nhường lại cho tiếp thâu âm thanh đó vào ngay trong cái thời hiện tại. Thì như vậy, là âm thanh là cảnh hiện tại. Cái ngũ môn bắt âm thanh là hiện tại. Nhĩ thức bắt âm thanh là hiện tại. Tiếp thâu bắt âm thanh là hiện tại luôn. Thì như vậy là biết cảnh hiện tại nhất định. Rồi tới cảnh... Ví dụ có mùi thơm, mùi khí, mùi thơm, mùi hương,
sáng lên là hiện tại. Rồi cái gì đi trước cái gì? Cái gì là sáng lên? Alo. Kháng hữu môn, Hồng Dung đặt nha. Kháng hữu môn sanh lên. À, người này đúng là kháng hữu môn sanh lên, hướng về bắt lấy cái cảnh cái mùi đó. À, thì kháng hữu môn bắt cái cảnh mùi, cảnh hương đó, cảnh hương thơm dầu thơm đó. Nó bắt nó ngay trong hiện tại. Rồi cái này nó sanh lên một sát na xong nó diệt liền, rồi nó nhường cho cái gì lên. Tỷ thức sanh lên, xa thú, tỷ thức sanh lên, bắt cái mùi đó, cái hương thơm, hoa thơm đó, bắt ngay trong hiện tại, một sát na xong rồi, nhường tới cái gì nữa quý vị? Tiếp thâu, đúng vậy, thì như vậy chúng ta đã nắm được vấn đề không? Nắm được vấn đề tại sao ngủ trong thức và ba ý giới bắt cảnh hiện tại một cách nhất định. À, nó sanh lên, nó chỉ bắt cảnh nhất định theo cái lộ tâm mà thuộc về lộ ngũ môn, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, à, ngũ môn nó bắt nhất định. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy không, dễ ạt không, dễ ủi không, chánh tâm dạng dễ ủi luôn, giỏi quá không, dễ ạt. Rồi là mình biết được nhất định không, và những cái loại 13 loại tâm biết được cái cảnh hiện tại nhất định. Rồi tiếp đến là biết không nhất định. Biết không nhất định. Gì nữa? Rồi giờ tiếp theo cái nào? Giờ tiếp cái cho nữa ha, nắm lại ha. Rồi giờ tới đồ ăn, giờ món ăn đi ha. Giờ cảnh vị, giờ mình ăn vô. Ăn vô, cảnh vị vô. Rồi giờ cái gì xanh lên đây? Hello. Cảnh vị thì cái gì xanh lên? Kháng ngũ môn xanh lên hướng về thần kinh vị đó, để nó bắt cảnh vị đó, thì cảnh vị đó là trong hiện tại, đúng không? Cảnh vị đang sanh trong hiện tại, đang có mặt trong hiện tại. Cán ngũ môn sanh lên, bắt nó. Cái gì mình nói được chưa? Cán ngũ môn là hướng về đó, bắt cái cảnh vị đó. Được chưa? Thì mình đâu rồi? Cô Mê Ta đâu rồi? Cô Trần Đạo hôm nay im ru không thấy đâu rồi. Yeah, Trần Đạo ha, rồi xin Trần Đạo, cô Nhật Quỳnh nói chưa, giờ cái vị ăn vô nè, đụng vô cái vị nè, cảnh vị đang có mặt trong hiện tại nè, kháng ngũ môn sanh lên, đúng chưa? Kháng ngũ môn sanh lên, mở đường cho cái vị cảnh vị đi vào trong dòng tâm thức không, thì kháng ngũ môn bắt cảnh vị ngay trong hiện tại, đúng chưa? Chiếc Nhật Quỳnh đâu rồi, sao không thấy em luôn à? Chiếc Nhật Quỳnh đâu? Ủa, sao như chiếc Nhật Quỳnh nói đã rồi, đâu có tìm bạn. Còn trong room vậy quý vị, còn mà, thấy con tết room mà. Còn, ở đâu rồi? Nghe nó xỉu luôn. Nghe nó xỉu luôn. Nghe té ghế luôn. Để ngồi hả? Nghe té ghế luôn. Rồi, nghe chưa? Giờ nghe lại chưa? Mới vô lại hả? À, chứ. Rồi, giờ tới cảnh vị nè. Nghe lại chưa? Nghe lại ha? Bây giờ nghe được chưa? Chiếc Nhật Quỳnh đâu rồi? Chiếc Nhật Quỳnh đâu rồi? Nghe ha, đó à, rồi bây giờ mình có cảnh vị ha, giờ mình ăn đồ ăn vô, ăn vô cái thần kinh thiệt ha, cảnh vị ha, thì kháng ngũ môn sanh lên để bắt cảnh vị đó ngay trong thời hiện tại, đúng không? Nắm được chưa? Kháng ngũ môn là một trong ba ý giới ha, kháng ngũ môn sanh lên bắt cảnh vị ngay trong hiện tại, được chưa? Nắm được chưa? Rồi tiếp đến là gì? Cái ngũ môn nó diệt đi, nó nhường lại cho cái gì? Thiệt thức sanh lên, đúng rồi, xa thú tâm thiệt thức sanh lên bắt cảnh vị. À, thì như vậy, thiệt thức sanh lên, biết được cảnh vị này trong thời hiện tại.
À, trong thời hiện tại luôn. Đúng chưa? Trong thời hiện tại. Rồi. Thiệt thức sanh lên xong rồi tới gì? Diệt xuống rồi tới gì quý vị? Tiếp thâu sanh lên, xà thứ tiếp thâu sanh lên là thâu nhận cảnh vị đó vô và biết được cảnh vị đó. Thì như vậy tiếp thâu là bắt cảnh vị trong thời hiện tại luôn. Rồi, như vậy đó là cái vấn đề mà những cái loại tâm mà biết cảnh hiện tại một cách nhất định là cho chúng ta biết và ngủ sanh thức và ba cái giới bắt được cảnh hiện tại, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc trong thời hiện tại theo cái lộ tâm được gọi là lộ ngũ môn, lộ năm môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn đó. Nó đi vô năm cửa đó thì có 13 loại tâm biết những năm cái cảnh này trong ngay lúc hiện tại. À, ngũ sanh thức là biết cảnh hiện tại một cách chắc chắn, ba thế giới cũng biết cảnh hiện tại một cách chắc chắn. Rồi, nắm được chưa? Rồi không? Rồi, xong là mình biết nhất định không? Rồi bây giờ mình qua cái phần biết không nhất định. Biết không nhất định tức là biết cảnh hiện tại nhưng mà không nhất định. Có 4-3 tâm. Không nhất định có 43 tâm. Rồi xuống dòng 41 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. 40 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. Rồi, đúng rồi, cái cảnh không bị định ha. Thì nó giống như cái kia ha. Giờ 41 tâm dục giới là gì? 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện biết cảnh hiện tại quý vị. Biết không? Thì đó, là tâm tham khoái liền ha, biết cảnh hiện tại liền, âm thanh hay tâm tham khoái liền. Cảnh xấu tâm sân nó sanh lên liền. À, nó biết liền cảnh trong hiện tại ha. Thì như vậy 12.000 bất thiện này nó biết cảnh hiện tại rồi, nó biết cảnh quá khứ của gì, biết cảnh quá khứ không, biết luôn, biết cảnh vị lai không, biết luôn. À, đúng vậy, xa thứ 12.000 bất thiện, ví dụ như giờ mình lấy ngầm tham nhớ về quá khứ. À, ví dụ như là Nguyên Trang nhớ về quá khứ mình trẻ đẹp, mình xinh xắn, cái tâm tham thọ hỷ mình sinh lên, cái nhỏ mình trẻ mình xinh quá, tâm tham thọ hỷ biết cảnh quá khứ thọ hỷ. Rồi ví dụ như Nguyên Như mới nhớ tới tương lai mình sẽ làm cô giáo số 1, cái tưởng tượng tới tương lai mình cô giáo uy dự pháp số 1, phát sinh tâm tham thọ hỷ. Rồi, ví dụ như vậy, chánh tâm nhớ lại lúc trước mình đi lạc pháp, mình vô nhầm ngay trật lắc, nổi tâm sân lên, tâm sân biết cảnh quá khứ, đúng chưa? Biết đi lạc tức quá, mất thời gian quá, nổi tâm sân lên, tâm sân biết cảnh quá khứ. Hoặc là Kim Dung nhớ rồi nghĩ tới là mình sẽ dứt khoát, mình sẽ trả thù người này, ai biểu mà giỏi người ta tức quá, khởi tâm sân lên, nghĩ tới chuyện tương lai trả thù và tâm sân biết cảnh tương lai, biết cảnh tương lai luôn. Như vậy chúng ta sẽ thấy là 12 bất thiện nó biết luôn cả quá khứ, hiện tại và vị lai, biết đủ ba thời, đúng chưa? Rồi thì những cái kia nó cũng vậy thôi. À, những cái kia nó cũng giống vậy thôi ha. Mình thấy nó cũng mình suy luận một cái là mấy cái pháp kia nó giống hệt như thế nào. Hai tâm thông cũng vậy, hai tâm thông thì giống như là giờ một thiên nhãn thông, ví dụ người ví dụ như giờ hà đắc được thiên nhãn thông. À, nhớ lại tiền kiếp mình. À, kiếp trước mình là công chúa, kiếp trước mình là hoàng hậu, khởi cái hoan hỷ là tâm thông khởi lên. À, hoặc là thiên nhĩ thông, nghe được tiền kiếp mình nghe được rồi đó. Nghe được những cái tiếng độc đáo của ngày xưa, hoặc là nghe trong cái hiện tại mình bắt được âm thanh của chư thiên, hay là mình bắt được cái
âm thanh của những loài này là kia, là có được tiên nhãn không, biết được quá khứ, biết được hiện tại, rồi biết được tương lai, rồi những cái tầm thông biết được đủ thứ. À, thì như vậy hai tầm thông biết cả ba thời luôn. Thì như vậy 43 tâm này biết được cả ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên nó không nhất định, nó biết cảnh hiện tại không nhất định là như vậy, bởi vì nó biết hiện tại, nó biết luôn cả quá khứ và nó biết luôn cả vị lai. Được không? Lắm được chưa? Xích Nhật Quỳnh đâu rồi? Xích Meta, xích Trần Đạo đâu rồi? Alo. Tổng cộng mình có nhiêu đây? Tổng cộng có nhiêu? Alo. Nhất định là có 13. Không nhất định là 43. Là tổng cộng là 56. À, đúng rồi, mình có 56 tổng. 56 tổng biết nhất định và không nhất định. Ha, rồi, thêm một cái chót nữa là chúng ta học về cảnh tương lai. Ha, tức là cảnh vị lai số 17. Cảnh vị lai. Ủa, vậy tổng luôn đi, tổng nó cộng giùm luôn đi. Cảnh vị lai. Anagata Ramana. Anagata Ramana là cảnh vị lai. Là cảnh chưa có, cảnh chưa sanh, cảnh chưa hiện hữu, chưa là cảnh vị lai. Ờ, có vậy, Châu Nguyễn có ghi rồi mà. Thư ký này giỏi lắm, thư ký là số 1 của thế kỷ này đó. Sư thư ký Vi Diệu Pháp. Kim là thiết kế sơ đồ như là nổi tiếng thế giới luôn. Phải thường thư ký mà Kim là thiết kế đồ họa số 1 thế giới luôn. Rồi, cảnh vị lai. Anagata Ramana, cảnh vị lai, tức là cảnh chưa có, chưa hiện hữu, chưa xuất hiện. Rồi, chi pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp, sẽ sanh, tâm sở, sắc pháp, sẽ sanh. Tâm sắc pháp đã sạch, tức là cái chi pháp về cái này là nó chưa có, cái tâm sắc pháp này nó chưa có, chưa hiện hữu, chưa có mặt, nó thuộc về vị lai, về tương lai, chưa có, cho nên biết cảnh nhất định đó, thì không có, không có tâm nào, không có tâm nào mà biết nhất định, bởi vì nó chưa có, nó gì biết, nó biết không có nhất định được, biết nhất định thì không có. Ghi vào biết nhất định không có. Rồi biết không nhất định, biết không nhất định có 43 tâm, cũng giống như kia ha, 43 tâm, 41 tâm dục giới cộng 2 tâm thông, biết không nhất định. Chưa biết không nhất định đâu rồi, chưa thấy rồi. Rồi, đúng rồi ha, 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức và bảy giới cộng 2 tâm thông là biết không nhất định, tức là biết cảnh vị lai không nhất định, tức là biết cảnh tương lai không có nhất định. Thì giờ 8 tâm tham biết cảnh tương lai, quý vị.
tám tâm tham biết cảnh tương lai không? Biết không? Ok, giống như là giờ như Nguyên Trang ngồi đó mơ tưởng kiếp sau mình thành tiên nữ bay vòng 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 trên con trời đạo lại ngồi tưởng tượng cảnh tương lai hoặc là hà tưởng tượng kiếp sau mình làm hoàng hậu công chúa thời ngồi trên bao nhiêu người chỉ tay năm ngón ra lệnh nữa thứ hoặc là Nguyên Như thấy mình là một tiên sa chim bay cá lặn đẹp nước trời nước giấc tưởng tượng cảnh tương lai nhớ tới cảnh tưởng tượng cảnh vì vậy mười thôi và tám tâm tham là biết đủ ha rồi với hai tâm sân biết không quý vị nãy giờ khen Kim Nhung tức quá nghĩ tới tương lai mình sẽ làm tướng mình sẽ làm nữ tướng sẽ phạt mấy ông này sân lên tức nhớ tương lai nghĩ tới tương lai ông sân có luôn hoặc là cho Nguyễn thấy mấy người này được khen nhiều quá cái nghĩ tương lai tức quá nghĩ về tương lai tao sẽ làm một cái bà thật là giỏi vắng ba ly quý vị pháp là giỏi số một luôn ha nghĩ tới tương lai sân lên tưởng tới tương lai rồi như vậy là chúng ta thấy là 41 năm dục giới biết cảnh tương lai chắc chắn biết cảnh tương lai rồi ha biết cảnh quá khứ cũng biết luôn biết cảnh hiện tại cũng biết luôn thì như vậy là không nhất định là biết cảnh vị lai như vậy nó nhất định thì không có nhưng mà không nhất định thì nó có riêng về hai cái tâm thông á thì chúng ta thấy rằng có những cái loại tâm thông mà có biết được về vị lai trí hoặc là biết được tương lai cái trí tuệ biết tương lai giống như Đức Phật chánh giác của mình hoặc là những vị Phật trước biết được tương lai vị cư sĩ đó thiện nam tử đó sẽ thành được thương thủ thanh văn hay là thành vị Phật độc giác hay Phật toàn giác biết được về tương lai bởi do trí tuệ biết được đủ thứ ha và gần đó là chúng ta thấy về tâm thân có nhiều cái rất là tuyệt vời thì chúng ta thấy học bây giờ mình mới thấy được cảnh quá khứ cũng có thể có những loại tâm biết được cảnh hiện tại cũng có những loại tâm biết được cảnh tương lai cũng có những loại tâm biết được chứ không phải là tương lai chưa tới thì không ai biết là biết mà tưởng tượng như tưởng voi ha rồi hôm nay chúng ta học được một cái ha 15 16 17 đúng không ba cái quá khứ hiện tại và vị lai mình học được ba cái nữa rồi và chúng ta sắp dứt điểm cái bài mà 21 cảnh rồi thì tới mình học 18 đến 21 nữa là xong xong 21 cảnh ha không ngờ cái bài này mà chúng ta đi hết được mà hiểu một cách dễ dàng ha easy ha hiểu được một cách dễ ôi dễ ẹt và dữ luôn rất là xa thú dạy được cái bài này để quý vị nắm được rất là hoan hỷ ha cái khổ nổi là mình lên mình chỉ mà người ta không hiểu thì nó khổ lắm cái gì buồn lắm, ngồi buồn bây giờ chỉ tới đâu hiểu tới đó dễ ôi ai cũng nắm được pháp cái dễ ôi rất là xa thứ rồi này là hôm nay chúng ta rất là quan hỷ học dứt điểm cô Trần Đạo cũng nắm được cô Meta cũng nắm được cô Nhật Quỳnh cũng nắm được rồi tất cả quý vị đều nắm được hết không nắm được pháp cách dễ dàng nắm được pháp dễ dàng mình hiểu được phát huy cái sự hiểu mình để mình thành đạt được cái tên đường tu học rất là xa hữu rồi như vậy do phước báo hôm nay chúng ta học nguyện cầu cho phước báo này chúng ta luôn được an vui hạnh phúc và không bị rơi vào khổ cảnh không rơi vào trong bốn đường ác đạo và luôn được sanh làm người làm trời và luôn có được trí tuệ sớm thành tựu chánh trí và chấm dứt chấm dứt sanh tử luân hồi được thành tựu trí tuệ Nam mô Bụt Thà Giá và xin nhận mic lại cho MC tài giỏi của chúng ta ha.
MC Nhật Quỳnh, MC số 1 trong group mình cứ giữ không ha. MC số 1 Nhật Quỳnh ha. Châu Nguyễn thư ký số 1 ha. Cứ giữ không ạ? Không cứ giữ. Xa thử mời MC. Dạ, sa thú, sa thú. Cho Nhục Quỳnh, cho Nhục Quỳnh 30 giây, Nhục Quỳnh copy cái bài của Châu Nguyễn nha, nha. Cảm ơn Châu Nguyễn nha. Cho Nhục Quỳnh copy cái này. Dạ, xong rồi. Dạ, sa thú lành thai. Nhục Quỳnh xin thay mặt đạo tràng. Nghe được chưa, Nguyên Trang? Quỳnh hát hơi rồi Nguyên Trang ơi. Dạ, dạ này. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh Kinh rất là nhiều, đã tận tình giảng dạy với diệu pháp để trong đạo tràng ai cũng hiểu hết. Rất là tri ân Quỳnh để do những phước báo này. Cầu mong cho tất cả trong Quỳnh Kinh và đạo tràng được ăn vui tiến hóa trong giáo pháp Đức Từ Phụ Gautama. Và một lần nữa thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh. Và Nhục Quỳnh xin Quỳnh đừng cho Nhục Quỳnh đi tạo quay giấy nha. Và để cho Nhục Quỳnh ở dưới đất thì còn sống lâu thêm vài năm nữa để phục vụ tâm bảo. Cho Nhục Quỳnh đi tại quay giấy nó rớt xuống một cái, nó banh xác ra là không còn ai phục vụ đạo tràng. Còn mấy chị trẻ không có thèm phục vụ đâu. Dạ, Nam Mô Bích Tha dạ. Nhục Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhục Quỳnh sám hối sau khi thính pháp để nhìn Quỳnh coi. Chắc là Quỳnh Kinh phải trở lại đạo tràng chúc phúc. Ngài chắc không có, Ngài không có chúc phúc đâu, Ngài mệt rồi. Ngày hôm qua sinh hoạt mệt rồi nên hồi nãy không vô truyền giới luôn. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Ngã Dạ. Rồi, xin mời MC lên làm phần sự của mình nha. Dạ, sa thưa. Nam Mô Bụt Tha Giá và đạo tràng còn nghe âm thanh Nhục Quỳnh không? Nhục Quỳnh mới test cái đùng nữa quý vị ơi. Dạ cảm ơn Hà nha. Dạ Nhục Quỳnh xin đọc lại câu sám hối pháp. Dạ cảm ơn Trang Nguyễn rất là nhiều. U ta mang ghê na quan đề hằng thầm mạnh cho đức quý thần và răng thầm mê vô ca li tô độ sâu thầm mô khăm mà tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo. Là pháp học quả hành các tội lỗi mà con vô ý phạm đến pháp bảo của sinh pháp bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Ủa ta mang ghê na quản đê hăng sẵn khanh cha đưa vị thốt ta mang sẵn khê vô khá li tô đổ sâu sẵn khô tham ma tu tăng ma măng.
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mặc ai cho con. Dạ, trước khi Nhật Quỳnh nhân bích đến Minh Kinh, Nhật Quỳnh một lần nữa cảm ơn cho Nguyễn rất là nhiều đã bất bài cho đạo tràng được thấy rõ ràng hơn, nhất là Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Minh Kinh chúc phúc cái đạo tràng ạ. Bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng nhớ Nhật Quỳnh sám hối sau khi thuyết pháp ạ. Dạ, bên ngoài Nhật Quỳnh có tiếng ồn, quý vị có nghe ồn quá không quý vị? Dạ, cho Nhật Quỳnh sám hối nha. Ya ni tha phụ ta ni samagata ni phùm ma ni quả ya ni qua anh ta lịch khê ta tha ca tăng đê và ma nô su bù chì tăng bùa thăng nam a sa na su qua tiền hô tư gia ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua gia ni qua anh ta lịch khê ta tha ca tăng đê và ma nô su bù chì tăng tham măng nam a sa na su qua tiền hô tư gia ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua gia ni qua anh ta lịch khê ta tha ca tăng đê và ma nô su bù chì tăng sang khăn nam a sa na su qua tiền hô tư. Hạng thu tá nào là chữ thiên hữu trên địa cầu, mà hạng thu tá nào là chữ thiên hữu trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo trụ đã được chứng quả giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được pháp sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên hữu trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên hữu trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên hữu trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên hữu trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được sanh thành lợi. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui đại viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn, ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo trong buổi học di diệu pháp ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gautama bình vững dài lâu. Con, chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời, để cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chung quanh nhà Huynh Kinh, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức, nhất là ngài Trí Đức, pháp thể kinh năng, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dụng đầm điệu nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân nibbanas sabbat cha yo hô túc. Ý đăng quân nhân Nibbanas Sabbat cha vô hồ túc. Ý đăng quân nhân Nibbanas Sabbat cha vô hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ ân chư tôn đức và huynh kinh quý ngài đã quan tâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy di diệu pháp, cho chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước đánh với quý ngài.